xây tầm 15 năm rồi các bác ạ, nhìn này. Đó, em quay cho các bác xem đó. Ui, sống đây bên trong này các bác ạ. Chứ trong thành phố làm cái gì? Đó, nhìn sông. Ở đây trồng chuối này, rồi nuôi gà, nuôi vịt ở đây, cuộc sống còn gì bằng luôn các bác, công nhận không? Đấy. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo cuộc sống ở Trung Quốc của em nhá. Thì hôm nay em đi ra cái khu vực ven sông này để thay đổi không khí các bác ạ. Đấy, chứ ở mãi trong thành phố khu công nghiệp ấy nó ngột ngạt. Thì hôm nay em sẽ ra ngoài sông này thay đổi không khí cho nó trong lành. Để xem là chỗ này thì đi đến đây có cái cảnh nó đẹp này. Thì quay cho các bác xem là xem cuộc sống của người dân Trung Quốc ra sao nhá. Thì hôm nay đi cùng em này. Đây. Ở đây có người ta nuôi gà này, trồng chuối này các bác này. Đấy. Trông rất chi là yên bình này, nuôi gà, nuôi vịt rồi trồng chuối. À quên, giới thiệu các bác đây, hôm nay em có thành viên mới này. Đó, nhìn này. Con chó này chú nó vừa tặng cho em. Đấy, hôm nay cho em đi theo cùng quay clip luôn. Đấy. Rất chi là ngoan. Đó. Thì bây giờ em sẽ đưa các bác vào trong cái dãy này có ngôi chùa này để xem các bác xem là nó có khác người Việt mình không nhá. Ở đây nuôi cả ngỗng luôn các bác này. Đó. Em nhìn thấy là có chỗ dưới kia có thuyền đưa đưa khách sang sông ấy, đưa những người đi xe máy đi sang bờ sông bên kia. Đó. Mặc dù có cầu nhưng mà chắc là đi đường vòng xa ấy, họ vẫn giữ lại thuyền chở người và xe máy đi qua sông qua cái làng bên. Đó. Bây giờ cùng các bác đi ra xem nhá. Thì ở đây có cái gì này? À, cái này chắn khả năng là không cho xe tải vào đâu các bạn, cho xe con đi rồi đó. Ở bên này thì thử xuống dưới này cho nhá. Để xuống cái này cho các bác xem. Đẹp quá. Đấy, cũng trồng cái đa này các bạn ơi. Nhìn ở đây rất là yên bình. Ô thuyền đi thôi. Đấy, đâu có các bác nhìn này, nó thuyền là chở người kia. Các bác nhìn ở bên bên bến bên kia chưa? Đó, đưa người sang từ bên này sang bên kia, kiểu như là gần gần nhà sang ngõ. Đấy, quay vào đây trong vào đây gì các bác xem. Xong tí đi ra cái chùa kia. Ở đây có cái chùa này. Đó, ở đây là trồng rau, nuôi cá này, cuộc sống rất yên bình ở đây. Đấy, trồng trồng trong này. Ôi rồi chó ngoan chưa các bác nhỉ? Đấy, nói em đi cái nào lại nhảy lên xe luôn. Khôn thế cơ mà. Đấy. Ở đây nhá. Đây là con thanh niên đang câu cá này. Kia. Thì em sẽ sang bên kia review cho các bác một ngôi chùa, một đình. Phải nói là sang em sang đây mấy năm thì thấy người Trung Quốc này phong tục giống người Việt, họ cũng thờ cúng này, một ngày rằm đấy đó. Thì bây giờ sẽ đi sang khu chùa kia cho các bác quay cho các bác xem nhá. Ngồi đây mát thế nhỉ, ở đây chở thuyền ra đây ngồi ở đây thoáng mát này, gần sông, buổi chiều ra đây câu cá thì hết ý luôn. Ở đây cũng buổi chiều luôn đấy, nhưng mà chắc là vẫn sớm, mới có 2 giờ chiều, tầm 3-4 giờ chiều thủy triều rút xuống. Đấy, các bác nhìn thấy cái cầu kia chưa? Cái cầu kia là tàu điện ngầm đấy các bác. Ở Việt Nam thì mới có một con tàu Cát Linh Hà Đông thì mới mới chạy các bạn. Thì Trung Quốc đã có cách đây từ 10 năm đã có tàu điện ngầm rồi. Giờ Trung Quốc là đất nước có đường tàu điện ngầm dài nhất thế giới đấy các bạn. Theo em được biết thì đọc báo đấy. Đấy, kia là cái cầu cho dành cho tàu điện ngầm này, đi riêng có đường dây điện đó. Điện kia là có đường tàu điện ngầm đó. Hình như vẫn chưa đi vào hoạt động sao các bạn. Vẫn công nhân đang đang sửa kìa. Đó. Bây giờ sẽ không nói chỗ này, bây giờ thì đưa các bạn sang bên chùa kia để xem nha. Cách chỗ này 10 cây số trong thế rồi đi vòng, em đi vòng 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 từ đây này ra chỗ công nghiệp của em làm kia. Cũng cách 10 cây số các bạn. Đấy. Đấy các bạn. Các bác biết cái nhà này là gì không? Đây là cái kè chắn nước.
ở đây gần sông các bác, cái sông này lại gần cửa biển đấy, khi mà thủy triều